Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Can đảm hành động bởi niềm tin, nương trên Kinh Thánh Sự Ký Nhì chương 23, câu 1 đến câu 3. Năm thứ bảy, Giê-hô-gia-đa làm cho mình nên mạnh với các quan tướng cai 100 người là Asa-đia con trai của Giê-rô-ham, Ít-ma-ên con trai của Giô-ha-nan, Asa-ria con trai của Ô-bết, Ma-a-sê-gia con trai của A-đa-gia và Eli-sa-phát con trai của Siết-ri, và lập giao ước với các người ấy. Những người ấy đi khắp xứ Giu-đa và từ các thành Giu-đa nhóm người Lê-vi và các trưởng tộc của Israel, rồi họ đều đến Jerusalem. Cả hội chúng đều lập giao ước với vua tại trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Giê-hô-gia-đa nói với chúng rằng: "Này con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David." Câu gốc của bài học là Giê-hô-gia-đa nói với chúng rằng: "Này con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David." Sự Ký Nhì chương 23, câu 3 phần B. Câu hỏi suy ngẫm: Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã hành động thế nào sau 6 năm giấu hoàng tử Giô-ách? Nền tảng nào để ông kêu gọi mọi người cùng hành động với ông? Chúa muốn bạn can đảm hành động ra sao khi thực hiện chương trình của Ngài? Kính thưa quý vị, sau 6 năm bí mật giấu hoàng tử bé Giô-ách, vào năm thứ 7, thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đã làm cho mình nên mạnh, tức là lấy lòng can đảm chống lại nữ hoàng Athali. Trước hết, ông lập giao ước với 5 tướng lãnh quân đội. Sau đó, 5 người này đi khắp Giu-đa, tập hợp những người Lê-vi, các trưởng tộc của Israel và tất cả đều kéo về Jerusalem. Tại đây, họ đã lập giao ước với vua Giô-ách sắp lên ngôi trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Ông Giê-hô-gia-đa nhắc cho họ nhớ về giao ước Đức Chúa Trời đã lập với nhà David, với niềm tin chắc Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa của Ngài: "Này con trai của vua sẽ cai trị theo lời Đức Giê-hô-va đã phán về con cháu David." Theo câu 3 phần B, ông muốn họ cũng bởi đức tin nơi lời hứa của Chúa mà hành động cùng ông, để Đức Chúa Trời sẽ sử dụng họ thực hiện giao ước của Ngài với nhà David. Trong vùng cận Đông Cổ, lập giao ước với nhau là một phần của cuộc sống thời đó. Đây là thỏa thuận ràng buộc giữa hai phía với nhau bởi những lời hứa phải thực hiện để tiến tới một mục đích chung. Qua những giao ước Đức Chúa Trời đã lập với con người suốt lịch sử Israel, như giao ước với ông Noe, với tổ phụ Abraham, với ông Môi-se và với vua David, vân vân, Ngài đã bày tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cho nhân loại. Điều đặc biệt là Đấng thành tín luôn hoàn thành lời hứa của Ngài trong giao ước, dù con người có bất tuân hay chống nghịch Ngài. Ngày nay lời hứa của Đức Chúa Trời trong giao ước với vua David được thực hiện qua Chúa Giê-xu. Ngài chính là cứu Chúa. Theo Công vụ chương 13 câu 23, là vị vua mà ngôi và nước của Ngài sẽ được vững lập mãi mãi. Theo Samuel nhì chương 7 câu 16, nhưng từ xưa đến nay, Satan luôn muốn ngăn cản chương trình cứu rỗi của Chúa, tìm mọi cách tiêu diệt dòng dõi vua David. Vì vậy, những người có đức tin nơi lời hứa của Chúa cũng luôn cần phải tiếp tục can đảm hành động. Chúa cần những người can đảm đứng lên, nhắc lại lời hứa của Ngài về sự cứu rỗi, dù có thể bị chống đối, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngài cần những người can đảm hành động, sẵn sàng ra đi làm chứng về Chúa, sẵn sàng dâng hiến cho công cuộc truyền giáo, vân vân, để chương trình của Chúa được thực hiện. Ngài cũng cần những người can đảm nói lên sự thật, lẽ thật theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, để công lý của Chúa được thực hiện. Nếu Chúa đang thúc giục bạn làm điều gì, hãy lấy lòng can đảm như thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa mà làm theo sự thúc giục của Ngài.
cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con có lòng can đảm làm theo sự thúc giục của Chúa, để chương trình tốt đẹp của Ngài được thực hiện cho đời sống của con cũng như cho hội thánh Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Quý vị thánh giả thân mến, Chúa đang thúc giục chúng ta làm gì cho Ngài? Chúng ta đã quyết định ra sao? Can đảm sống bởi đức tin, dù cho đối diện với nghìn gian nan. Tin lành kiếp báo truyền loan, tình yêu của Chúa, ơn ban rộng rời. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.